Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, lễ Giáng sinh là một ngày kỷ niệm trọng đại trong năm, được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 hàng năm. Đây là ngày mà người Cơ đốc giáo trên toàn thế giới kỷ niệm sinh nhật của Jesus Christ, tưởng niệm sự ra đời của Chúa Jesus trong Thánh Kinh. Lễ Giáng sinh trở thành một ngày lễ tôn giáo quan trọng và cũng là một dịp để các gia đình và bạn bè tụ họp, trao nhau quà và chia sẻ niềm vui. Một số nước cũng có truyền thống mừng lễ Giáng sinh bằng cách trang trí cây thông Noel, phát quà và tổ chức các buổi diễn múa, ca hát và tham gia các nghi lễ tôn giáo. Ngày lễ Giáng sinh đang đến gần, không khí nhộn nhịp, những bài hát vui nhộn, các cây thông trang trí rực rỡ đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng liệu bạn đã thực sự biết hết mọi điều về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh? Mời các bạn theo dõi video nhé! Thứ nhất, chúng ta hãy tìm hiểu về nguồn gốc của ngày lễ Giáng sinh. Ngày lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Noel hay lễ Thiên Chúa Giáng sinh, là một ngày lễ quốc tế để kỷ niệm Chúa Jesus ra đời. Khởi đầu, nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh bắt đầu từ những người theo đạo Kitô. Tuy nhiên, qua thời gian, lễ Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ quốc tế và được biết đến nhiều hơn với cây thông và ông già Noel. Theo lịch Do Thái thì thời điểm bắt đầu ngày mới là hoàng hôn chứ không phải lúc nửa đêm. Bởi vậy, dù lễ Giáng sinh được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12 nhưng người ta thường chúc mừng từ tối 24 tháng 12. Lễ vọng vào đêm 24 tháng 12 thu hút lượng người tham dự đông đảo hơn lễ chính ngày vào 25 tháng 12. Thứ hai, ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh. Có lẽ, hầu hết mọi người đều biết về ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh theo đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, Noel còn là ngày lễ của gia đình, là dịp đặc biệt để mọi thế hệ trong gia đình cùng quây quần bên nhau. Trong dịp này, những thành viên sẽ tạo dựng kỷ niệm, biểu lộ và duy trì tình cảm với nhau. Noel cũng có thể được coi là một buổi lễ của trẻ em. Đêm Giáng sinh là một đêm kỳ diệu mà mọi ước nguyện của những đứa trẻ sẽ trở thành sự thật. Ngoài ra, ngày lễ Giáng sinh còn mang theo thông điệp của hòa bình. Mọi người cùng sẻ chia với những người cô đơn, già yếu, bệnh hoạn hay những ai bị bỏ rơi. Ý nghĩa của các biểu tượng xuất hiện trong lễ Giáng sinh. Thứ nhất là vòng lá mùa vọng. Hình tròn của vòng lá thể hiện sự sống vĩnh hằng cũng như tình yêu thương vô tận của Chúa. Màu xanh tượng trưng cho hy vọng đấng cứu thế sẽ cứu giúp con người thoát khỏi những khốn khổ. Thứ hai, cây thông Noel. Truyền thuyết kể rằng vào thế kỷ thứ 7, trên đường hành hương, để cứu một đứa trẻ thoát khỏi buổi tế thần, Thánh Boniface đã hạ gục một cây sồi chỉ với một cú đấm, và cây thông nhỏ đã mọc lên từ đó. Vị Thánh nói rằng cây thông nhỏ tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng của đấng cứu thế và là cây của sự sống. Bởi vậy, vào ngày lễ Giáng sinh, người ta thường đặt trong nhà một cây thông nhỏ được trang trí lộng lẫy. Thứ ba, ngôi sao Giáng sinh. Trong dịp lễ Giáng sinh, người ta thường treo một ngôi sao ở vị trí trang trọng nhất tại các cơ sở tôn giáo. Bởi theo truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh, vào thời khắc chào đời của Chúa, trên bầu trời đã xuất hiện một ngôi sao tỏa ánh sáng rực rỡ dẫn đường cho ba vị vua tìm đến nơi Chúa ra đời. Tiếp theo là những món quà Giáng sinh, là tặng phẩm mang ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc để biểu lộ tình yêu giữa bạn bè và những người thân trong gia đình. Và cuối cùng là thiệp Giáng sinh, bắt nguồn từ năm 1843 khi ông Henry Cole, sinh năm 1808 mất năm 1882, một thương gia giàu có nước Anh, đã nhờ John Colcott Horsley, sinh năm 1817 mất năm 1903, một họa sĩ ở London, thiết kế một tấm thiệp thật đẹp để tặng bạn bè. Vào Noel năm đó, Horsley trình làng tấm thiệp đầu tiên trên thế giới và sau đó nó đã in ra 1.000 bản. Thiệp Giáng sinh nhanh chóng bùng phát và trở thành mốt thịnh hành ở Anh trong suốt 10 năm kể từ khi chính phủ Anh thông qua đạo luật năm 1846 cho phép bất kỳ người dân nào gửi thư đến bất kỳ nơi nào với giá rẻ. Không lâu sau, trào lưu này du nhập sang Đức và tới 30 năm sau người Mỹ mới chấp nhận nó. Tiếp theo sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của hang đá và mắng cỏ. Có bao giờ bạn tự hỏi ai là người đầu tiên trưng bày hang đá không? Thực tế đây là một phát hiện tuyệt vời của Thánh Francisco thành Assisi. Chuyện kể rằng, vào năm 1223, khi chỉ còn đúng 2 tuần nữa là đến đại lễ Chúa Giáng sinh, Francisco Assisi gặp một người thầy mới tập tu tên Gin Velita. Ngài liền ngỏ lời với vị thầy tu đó rằng mong ước được cử hành lễ Giáng sinh để suy tôn việc Chúa ra đời tại hang Bethlehem, nhưng phải thể hiện được sự khó nhọc và đau khổ của Chúa từ khi còn thơ bé. Ngài muốn làm một hang đá đúng như thật, có cỏ khô và có một con lừa, một con bò vào để giống với bò và lừa năm xưa chầu quanh Chúa hài đồng. Và vị thầy tu đó đã nghe lời Thánh Francisco
là một hang đá y lời thánh dặn. Từ chiếc máng cỏ đầu tiên tại Greccio đó, hàng năm các giáo xứ và nhà thờ khắp nơi trên thế giới đều bắt đầu làm hang đá với cây thông để chào đón đại lễ Chúa Giáng sinh. Ý nghĩa của các hình tượng đặt trong hang đá. Sau khi đã biết nguồn gốc hang đá Giáng sinh, hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa các bức tượng đặt trong hang đá này nhé. Mỗi bức tượng này lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Một là tượng Chúa Hài Đồng. Bức tượng Chúa Hài Đồng nhỏ nhất nhưng lại là trung tâm của toàn hang đá. Chúa Hài Đồng sẽ được đặt trong một chiếc máng với đầy cỏ khô lót bên dưới. Người được quấn bằng một chiếc khăn màu trắng. Việc Chúa Hài Đồng nằm trên máng ăn của chiên bò và được lót cỏ khô thể hiện sự nghèo khổ tột cùng của Chúa. Ngài nghèo đến mức không hề có một tài sản nào cả. Chiếc khăn trắng quấn quanh hài nhi Jesus cũng là dấu hiệu báo trước chiếc khăn sẽ liệm xác Ngài sau khi Ngài chịu chết trên núi sọ để chuộc tội cho nhân loại. Hai là tượng Đức Mẹ Maria. Đến những năm 1400, tượng Đức Mẹ Maria mới được đặt trong hang đá. Mẹ ngồi đó như một người đang chìm sâu trong sự thờ lạy, mến yêu và suy ngẫm về mầu nhiệm Giáng sinh của Thiên Chúa. 2. Tượng Đức Mẹ Maria. Đến những năm 1400, tượng Đức Mẹ Maria mới được đặt trong hang đá. Mẹ ngồi đó như một người đang chìm sâu trong sự thờ lạy, mến yêu và suy ngẫm về mầu nhiệm Giáng sinh của Thiên Chúa. Dù thế, khuôn mặt của mẹ cũng thể hiện sự băn khoăn và lo âu như những người mẹ khác khi sinh đứa con đầu lòng. Gương mặt mẹ thể hiện rõ sự buồn vui lẫn lộn, chẳng hạn như suy nghĩ về sau này con trẻ lớn lên ra sao. Nó sẽ sống như thế nào trong một thế giới đồ ích kỷ, ghen ghét và thù hận. Dù băn khoăn nhưng mẹ cũng không bao giờ lo lắng vì có tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Mẹ Maria đã hoàn toàn tín thác tất cả vào Đấng đã tin tưởng mẹ. 3. Tượng Thánh Giêsu trong hang đá Noel cũng không thể thiếu tượng Thánh Giêsu. Thánh Giêsu thường được khắc họa mặc một chiếc áo choàng rộng tựa như sứ mệnh cao cả MA đầy khó khăn mà Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. Trên tay Thánh Giêsu có thể cầm chiếc đèn nói lên sứ mạng gìn giữ và chăm sóc Chúa Con. Thánh Giêsu được đặt bên phải, cạnh những con bò đang ngắm nhìn Chúa Hài Đồng. 4. Các thiên thần. Chúa xuống thế làm người tại hang đá hẻo lánh không có bóng người qua lại, nhưng các thiên thiên từ trời cao xuất hiện hát mừng với điệu nhạc Gloria in Excelsis Deo, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Các thiên thần cũng chính là vị đã đi báo tin mừng cho một đồng đang ngủ ngoài đồng. 5. Một đồng. Một đồng được khắc họa với nét mặt ngạc nhiên và vui mừng khi chiêm ngắm Chúa Hài Đồng trong máng cỏ. Những người này tượng trưng cho tầng lớp người nghèo được Thiên Chúa đặc biệt quan tâm. Họ sẽ được Đấng cứu thế đề cao và bảo vệ vì nước trời là của họ. Con Thiên Chúa sinh ra với mong muốn trở nên những người nhỏ bé như một đồng. Vì thế Ngài sinh ra trong hoàn cảnh nghèo hèn và khiêm tốn. Người cũng từng đồng hóa mình với họ khi tuyên bố mỗi lần các ngươi làm như thế cho những kẻ bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. 6. Các con vật, bò, lừa, các loài vật là những bầy tôi đầu tiên phục dịch cho Chúa Hài Đồng khi Ngài cất tiếng chào đời. Con bò tượng trưng cho những người Do Thái phải chịu khó nhọc trước sự khắc khe của pháp luật. Chúng đồng thời cũng tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh. Con lừa lại tượng trưng cho dân ngoại mang thân phận là loài vật gánh bao tội lỗi trên mình. Và tội nặng nhất là không nhấn biệt Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng nên trời đất muôn loài. Con lừa cũng là biểu tượng cho sự thờ tự và sự lao công. Việc bò và lừa xuất hiện trong hang đá mang ý nghĩa, Đức Giêsu đã nhận lấy mọi tội lỗi của nhân loại và sau cùng, Người lại hiến tế chính bản thân mình để đền tội cho nhân loại. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. Bring some out here. The tidings we bring
and a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a merry Christmas and a nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.